Hello, chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Chúc tất cả bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa đến cho tất cả bạn đó chính là bản mod skin mới nhất sau cập nhật để chúng ta chơi và chúng ta trải nghiệm bạn nhé. Nếu mà các bạn là gặp lỗi gì ấy thì đừng quên comment xuống dưới để cho mình biết nhé bạn ơi. Ok, và hiện tại thì chúng ta cũng mới cập nhật phiên bản mới xong, có khá là nhiều sự kiện trong game. Mình cũng đã có một video tổng hợp sự kiện rồi cách nhận full quà các kiểu rồi. Bạn nào nếu mà chưa xem thì nhớ xem trong video trước các bạn nhé. Và mình sẽ tặng các phần quà như là skin ngẫu nhiên tới cho những bạn nào đang xem, đã ủng hộ mình rồi, đã like, đăng ký kênh và chuông các bạn nhé. Cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều. Và sau đây các bạn sẽ cùng mình cho trải nghiệm qua bản này, xem chúng ta sẽ có những skin gì hot các bạn nhé. Đầu tiên thì Ngộ Không trong phiên bản này ấy, chúng ta sẽ có Ngộ Không shipper này đây. Nếu các bạn nào thích thì xíu nữa chúng ta sẽ test qua skin Ngộ Không shipper này các bạn nhé, tại vì rất là nhiều bạn chúng ta cũng thích đúng không. Ok, và tiếp theo này thì chúng ta sẽ có vật là floor, đây chính là floor tinh hệ. Floor này thì cũng gọi là không thể thiếu được rồi đúng không bạn nhá. Nagros trong phiên bản này ấy, thì chúng ta sẽ có thứ nguyên vệ thần các bạn nhá, mà thứ nguyên vệ thần Murat thì sẽ là Murat Zenitsu này đó. Rồi tiếp theo thì chúng ta có Elsu này, sư giả tận thế này, rồi Rat bảo vũ cường lôi các bạn nhá. Nói chung là mới đầu mua các bạn có thể trải nghiệm các skin này, ok chưa? Do Long Thần Soái này, rồi chúng ta có skin của Van Hên này, xạ thần Kagutsuchi các bạn nhá. Skin nâng cấp bậc 5 luôn các bạn, để chúng ta chơi đó, quá là chất luôn. Ari Bích Hải này, Ari Thứ Nguyên, Ari Thứ Nguyên vệ thần các bạn nhá. Ellen Kirito V2 này, rồi chúng ta có thêm Liliana Way này đó, và rất đang còn rất là nhiều skin khác mà chúng ta có thể vào và chúng ta trải nghiệm các bạn nhé. Danh sách skin nhé, là xíu nữa mình sẽ để phía bên dưới tới cho tất cả bạn đi đó, có cả skin của Bizan này. Ok, và ở trong video này các bạn sẽ cùng mình test thử qua skin của Ngộ Không shipper cùng với Na Thứ Nguyên Vệ Thần đi nhá. Và mới cập nhật xong nên là nếu mà bản mod gặp lỗi gì ấy thì các bạn đừng quên là comment xuống phía dưới để cho mình biết các bạn nhé. Xem lỡ may nó có bị lỗi gì hay là không đó. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã ủng hộ trên kênh của mình trong thời gian qua các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta cùng chờ một xíu để chúng ta vào trận này. Tiếp theo thì mình có vào xong rồi này, chúng ta cùng bật hồi chiếu kiểu nhá. Các bạn nhớ giúp cho mình thì Ngộ Không shipper thì chúng ta không thể mod được ngồi kiểu ngồi trên xe đâu nhá các bạn ơi, nên các bạn lưu ý giúp cho mình, ok chưa? Và các bạn có thể xem qua skin của Na bên kia kìa, nhìn rất là chất lượng luôn đúng không? Đây mình test thử cho các bạn hiệu ứng biến về này, biến về đây, nhìn rất là ngon, rất là xịn sò, cũng rất là đẹp luôn đúng không bạn? Đó, nên là bạn nào đang xem nếu mà thích thì chúng ta cứ trải nghiệm nhá, để mình đổi sang vị tướng khác thử đi. Rát bảo vũ cùng lôi các bạn nhá. Đây mình chọn lại này, ok rồi, chúng ta chọn thử Rát này, cộng chiều cuối chiều một, chiều hai và chiều một này. Đầu tiên chúng ta test qua hiệu ứng biến về nhá. Đó, bạn thấy hiệu ứng biến về rất là đẹp đúng không? Chiều hai này, chiều hai sút quả bóng, ui nhìn rất là chất chiều cuối luôn các bạn nhá. Wow, nhìn như skin thật các bạn nhỉ. Nhưng mà khổ cái là có mỗi một cái là chỉ có mình chúng ta thấy thôi, mà chơi cũng rất là sướng rồi đúng không các bạn, cũng không ngại gì cả đó. Và sau đây chắc là mình sẽ hướng dẫn tới cho tất cả các bạn cách để cho chúng ta mod luôn nhá. Đầu tiên ấy, các bạn sẽ vào set play cho mình, ok này. Ở đây các bạn sẽ tải một app tên là Zachiever về cho mình nhá. Ở đây mình cũng có tải rồi nên là mình sẽ mở ra luôn, ok. Tiếp theo thì các bạn sẽ vào phần download cho mình, mình sẽ để một file zip phía dưới phần bình luận ấy, các bạn nhớ tải file này về cho mình nhá. Ok, mình để dưới phần bình luận rồi. Thì tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào này, nhấn giải nén lại đây, nó sẽ yêu cầu một cái mật khẩu ấy, thì các bạn sẽ ghi mật khẩu giống y hệt như mình, đây là mật khẩu nha bạn. Ok này, thì nó sẽ giải nén ra hai file máy mạnh và máy yếu. Bạn nào máy yếu thì cài file dưới, bạn nào máy mạnh thì cài file trên nhá. Thì ở đây mình máy mạnh ấy nên là mình nhấn vào file máy mạnh luôn. Trong đây sẽ có phần file này, thì các bạn sẽ giữ vào phần file cho mình nhá. Đây giữ vào này, các bạn nhấn sao chép cho mình, chọn bộ nhớ thiết bị này, chọn Android này, chọn mục data này. Tiếp theo bạn chọn đến tập tin com.ngana.game.gvn cho mình. Và ở đây các bạn nhấn vào vòng tròn màu xanh góc bên tay phải màn hình nhá. Nhớ là tích vào áp dụng thay thế tất cả các tìm này.
thay thế một cái. Ok, vậy là chúng ta đã cài mod thành công rồi nhá. Và nhiều bạn kêu là anh ơi chán mod đi rồi thì muốn xóa đi kiểu gì, thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn thoát ra ngoài này. Đây, xong rồi chúng ta nhấn vào cài đặt nhá. Các bạn nhấn vào phần khôi phục nhanh một cái, nhấn ok là các bạn thoát game ra vào lại, không cần phải tải dữ liệu gì nhiều đâu các bạn nhá. Chỉ hơn 10 MB gì đó thôi là các bạn đã xóa mod thành công rồi. Rất là dễ và đơn giản luôn. Nó ok chưa? Đó là cách cho các bạn xóa mod nhá. Giờ video mình cũng kết thúc tại đây thôi. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.